Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong tiết số 1, bài 61, phép trừ không nhớ trong phạm vi 1.000. Và bài tập nâng cao, môn toán lớp 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách ra trang số 66 nào. Rồi chúng mình sẽ đến với cái bài số 1 này. Người ta yêu cầu là đặt tính rồi tính. Vậy thì ở đây chúng ta có 4 cái phép tính nhé. Thầy sẽ kể luôn cả 4 cái phép tính này các em nhé. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 4 phép tính. Được chưa? Rồi, phép tính thứ nhất, 6, 3, 7 này, trừ cho 2, 1, 5 này, được chưa? Chúng ta thực hiện trừ này, 7 trừ đi 5 thì bằng mấy? Bằng 2, 3 trừ 1 bằng 2, và 6 trừ đi 2 thì còn mấy? 4 nhá, được chưa? Các em có thể dừng cái video lại, sau đó chúng mình hoàn thành các phép tính và đối chiếu với kết quả làm bài của thầy. Tiếp theo, 5, 6, 6 này, trừ cho 2, 4, 4. Đó, chúng ta sẽ có này, 6 trừ đi 4 thì bằng 2, 6 trừ 4 bằng 2, và 5 trừ đi 2 thì bằng mấy? Bằng 3. Được chưa? Rồi, phép tính tiếp theo này. 7, 2, 8 này, trừ cho 5, 2, 3 này. Được chưa? 8 trừ đi 3 thì bằng mấy? Bằng 5 này. 2 trừ 2 thì bằng 0 này. Và 7 trừ đi 5 thì bằng 2. Được chưa? Rồi, phép tính tiếp theo này. 6, 7, 5, trừ cho 4, 2, 3, 5 trừ 3 bằng 2, 7 trừ đi 2 thì bằng 5, và 6 trừ đi 4 thì bằng 2. Xong nha. Rồi, bài số 2, người ta hỏi điền cái số nào. Như vậy ở đây mình có phép tính này, 7, 6, 5 này. 7, 6, 5 trừ cho 2, 0, 1. 5 trừ đi 1 thì bằng 4 này. 6 trừ 0 thì bằng 6 này. Và 7 trừ đi 2 thì bằng mấy? Bằng 5. Như vậy kết quả ở đây sẽ là 5, 6, 4. Được chưa? Rồi, bây giờ các em lại lấy 5, 6, 4 này trừ đi 3, 2, 3. 5 này, 6, 4 này. Chúng ta trừ cho 3, 2, 3. 4 trừ đi 3 thì bằng 1 này. 6 trừ đi 2 thì bằng 4 này. Và 5 trừ đi 3 thì lại được mấy? Được 2 nhá. Đấy, như vậy đây sẽ được là 2, 4, 1. Bài số 3, nối theo cái mẫu. Vậy các em quan sát ở trên và ở dưới này có một phép tính, hai phép tính, ba phép tính và bốn phép tính. Như vậy ở giữa này là những cái con số nằm trong hình tròn. Vậy bây giờ nhiệm vụ của chúng mình là thực hiện những phép tính này. Kết quả của nó là những con số nào đây thì các em sẽ nối. Được chưa? Ví dụ phép tính mẫu của người ta này. 658 mà trừ đi 327 thì sẽ bằng 331. Vậy các em sẽ nối kết quả của phép tính này với số gì? 331 này. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ áp dụng. Mình thực hiện phép tính này nhá. 5 này, 4 này, 4 này, trừ cho 2, 3, 1 này. 4 trừ đi 1 thì bằng 3 này. 4 trừ 3 này bằng mấy? 1 này. 5 trừ đi 2 thì bằng 3. Như vậy anh này có kết quả bao nhiêu? 313. Ta sẽ tìm số 313. Đây, 313 đây đúng không các em? Đó, hiểu chưa? Rồi,
phép tính tiếp theo này. 7, 4, 3 trừ cho 4, 1, 0. 3 trừ đi 0 thì bằng 3 này. 4 trừ đi 1 thì bằng 3 này. 7 này trừ đi 4 thì bằng 3. Như vậy ở đây sẽ được bao nhiêu? 333. Đây, 333 đây nha. Đó, chúng mình nối xuống nhá. Rồi, phép tính cuối cùng nè. Chắc chắn anh này sẽ kết quả là 311 thôi đúng không? Nhưng mà chúng ta vẫn phải thực hiện nè. 8, 6, 5 trừ 5, 5, 4 nè. 5 trừ đi 4 thì bằng mấy? 1. 6 trừ 5 bằng 1. Và 8 trừ đi 5 thì bằng mấy? Bằng 3. Đấy, vậy thì 311 đúng chưa nào? Đấy, 311 đây nhá. Rồi, sang bài tiếp theo, bài số 4. Bài số 4 là một cái bài toán người ta cho mình như sau. Số học sinh ở bản A là 476. Đây này, tức là số học sinh của bản A đây này là bao nhiêu? 476 này. Bạn, đúng không? Và nhiều hơn số học sinh ở bản B là 145. Tức là cái số học sinh bản B đây thì khoảng như thế này, đúng không? Và cái phần đây này, phần số học sinh bản A đây này nhiều hơn cái bản B này, cái đoạn này này là bao nhiêu? 145. Vậy thì giờ ta hỏi đi, cái bản B đây này là có bao nhiêu học sinh? Đấy, vậy thì nhìn vào sơ đồ này thì chắc chắn là các em hiểu rồi đúng không? Đấy, hay là gì? Em có 5 cái kẹo và số kẹo của em nhiều hơn của bạn B là mấy? 3 cái. Vậy thì hỏi bạn B có mấy? Thì chúng ta sẽ lấy 5 trừ đi gì? Phần nhiều hơn để ra gì? Số của bạn B. Vậy cũng tương tự như vậy, đây chúng ta sẽ lấy cái gì? 4, 7, 6 này. Các em trừ cho 1, 4, 5. Đúng chưa? Rồi, mình đã xác định được phép tính. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào câu hỏi để viết lời giải. Hỏi ở bản B có bao nhiêu học sinh? Đấy, thì chúng ta sẽ trả lời ở bản B có số học sinh là, hoặc là gì? Số học sinh ở bản B là. Hiểu chưa? Rồi, vậy mình sẽ trả lời nhé. Ở cái bản B, ở bản B này, đấy, có, người ta hỏi bao nhiêu thì mình sẽ trả lời có số học sinh là, được chưa? 4, 7, 6 này, các em trừ cho 1, 4, 5. Đó, thực hiện phép tính trừ này. 6 trừ 5 bằng 1 này. 7 trừ đi 4 thì bằng 3 này. 4 trừ đi 1 thì bằng mấy? Bằng 3. Như vậy sẽ bằng bao nhiêu? 331. 3, 3, 1 học sinh. Rồi, và đến đây thì chúng ta sẽ ghi đáp số nhé. Đáp số 331 học sinh. Rồi, và các em nhớ là đừng quên chia sẻ kênh cũng như video này đến cho các bạn đang học chung lớp, ngồi chung bàn với mình các em nhé.